chẳng dừng chấp đam bắt đầu mê riêng mùi tiết cứ dừng dây bì static routing chẳng dừng nó mê riêng thì đập 4 dừng riêng bì concept tu tớ robot routing có bần tay dừng ở bàn riêng specific từ lưu thả ta dừng configure hay nâng concept bộ static route specific mà chứ chẳng dừng nó mê riêng thì đập 5 dừng riêng bì static route chẳng dừng nó mê riêng nâng tì mùi cứ dừng riêng dồn bì syntax thả ta bì dừng config static route nâng dừng config mất dương riêng ompi default static route cứ à zone slash zone nưng cứ gateway of la resort nưng một tiết concept riêng play cứ dương riêng ompi floating static route nưng cứ chỉ route backup chẳng dương nưng yol nó bên nưng kèm nhầm yol bật thêm một tiết configure host route trở lại những chỗ đó static route chẳng dương riêng những đăng ấy thật static route cứ bên nào để dùng chọn từ căn destination nào mới cứ dùng từ tay configure via manually bên nào để network dùng căn để thống vì auto scalable thì chương static route cứ ai configure ban từng IP version 4 từng IP version 6 hay vì mình phải đôi chia standard static route default static route floating static route hay nâng summary static route chúng standard static route cứ dùng specify destination hay dùng configure từ default static route cứ zone chạy zone chạy zone slash zone từ group destination đó floating static route cứ dùng manipulate ad cứ dùng ai ad đảm bảo chỉ dùng thử route backup ban nếu không floating static route summary route ban này thay dùng combine subnet tran cho kia dùng thử route tạm xa dùng ai từ đó destination ban chúng từ đó lại đến chuyện chuyện gì về time cứ mình bốn mẫu nâng standard default floating static route nâng summary static route à lấy những gì bị nịch hợp chứ bị thành nịch hợp nâng xây để nhóm bàn gì cả bị mà xử mấy cứ chia play để nơi chết router nâng router nâng ai trên tâm play nà bàn khả chẳng nâng dù thì họ thay dừng miền router mũi dừng cần này chỉ mũi nâng router bí dừng cần này chỉ mũi nâng router bầy cả nâng chẳng nịa à nịch hợp bỏ router mũi ní à ní coi vì chỉ nịch hợp bỏ vía chuyện định hop hà mối ní coi chuyện định hop bộ router mối này chẳng bây giờ slide liên configure định hop thì ta dừng trong run viết tới định hop mối này chứ này chuyện định hop như mình chào một phê tiền dừng miền định hop route cứ dừng para IP address đâm bay cho all behind ta router nó của central phim tân TP cứ dừng miền directly connected static route anh ấy cứ chiết exit interface, buổi bây giờ trong configure static route cứ dùng ipad exit interface ban này, chương này đang học cái này ai mới cái này, chương bên nào để dùng configure static route dùng admin là tập hiệp specify next hop, rồi có specify exit interface, ok không? Ok, dùng vay chương ban này tha anh ấy cứ chiết exit interface, chương này, còn ta bạn dùng vay chế bạn này tha vía cứ chia cái cứ chia nick hop IP chứ anh ấy nick hop IP ATP exit interface chẳng hạn exit interface command vía chế bình chế bình như này nên exit interface vấn đề exit interface nó bạn này tha anh ấy dừng ôi tất cả nó đào chạy tam mà Interface bắt luôn vì mong muốn nâng 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 và tại kia đây comment ơi pra nick hop cho đàn chiêng của pra nick hop mình bởi vì admin p class vì ở đây chứ anh đang chạm vào tiếp theo nhau vô các bạn này còn lại vô riêng bạn vô là anh ta vô là multi block ha multi access đi rồi và toàn bên tiếp là trong cái kia cứ fully specify static route anh đang cứ từng pi mà bạn này ta vì specify tầng exit interface vì specify tầng ip tiệt chứ mà bạn này thả fully specify static đó nâng việc combine nick hop route hay nâng directly connected nâng chỗ khả niệm một chứ mơ nè kìa
anh á, dạ, anh ấy cái hai fully specified route này, anh ấy cứ việc combine pin trong chỗ này mong, bây giờ show run máu, nhưng khi việc combine chỗ này, anh ấy cái hai fully specified static route, việc combine chỗ này, chẳng chia chia anh ấy cái hai cái default static route, nâng cái default static route. Lâu tiêu ơi, bây giờ mình đi mùi tiết. Anh ấy cái hào gì? Cái hào này hop around. Chẳng hạn nè. Anh ấy cái hào exit exit interface. Chẳng những mình ủ tì hò bây giờ này. Ý, cho một cái nó mau. Yeah, chẳng hạn anh ấy cái gì anh ấy fully specified anh ấy nick hop route mỗi ní đây là cái này nhận được cái này nhận chẳng những ai vô bán này phải có cái này tập lên đi mỗi specified đó anh ấy specified exit class specified IP như này phương tiện. À, này cứ xin tạo bảo vía đôi say để nhóm ăn vay mình đánh chăng này xin tạo vía cứ dương xin tạo bảo vía cứ dương vay IP route và toàn mình tiết dương specify destination thật ta network nào để dương chọn tới dương ai đã exit interface của bạn dương ai đã nick hop IP của bạn rư có dương ai đã mà đong từng pi của bạn bây giờ sẽ lấy dương nè thôi đi. Nếu không IP version 6 thì cái này đấy. Cái này cái ví dụ như IP dual stack, biết tha dual stack nó mà tha IP version 4 hay nâng IP version 6 cứ prae nó lơ interface តែ 1, prae nó trong topology តែ 1. Hay nâng cái dual stack cứ mean 2 stack IP version 4 phong, IP version 6 phong. Nhìn như khơi, cái này IP version 4, IP version 6 chỉ tụi tới dương ai đã IP nó lơ interface tại mỗi IP version 4 pong 6 pong hoặc bằng hai hãy đáp bạn từ mục tiết cái này kê trong show routing table là dương mớ bên là đà dương vay bị show IP table viên hình chênh entry đối cả dương discard chẳng hạn viên hình chênh là số C hay là số L C bạn này thay directly connected à số L bạn này thay local. Hai cái dương khơi biệt cái đại cái này gateway of the resort is not set bạn này tha make no default static route no default static route chẳng bên nào để dương auto configure default static route đó vì đang đại gateway of the resort is not set đây phần tai bên nào để dương configure default static route vì đang miễn cái lại này cái đại gateway of the resort is agent đây. Chân cái này kịp pin xa à cho pin nè pin à cho pin nè pin à để vía miên được không đoạn thì bố vía reach bán cứ vía chân sạc xe hiện tới anh đi pin à để vía trong pin ở mũi ní vía miên được không đoạn thì bố vía thì chân process được không cả chạy cứ vía chạy tăng bị lơ màu vía chạy như thế vía cứ như nào anh ấy trời bắt đầu mới đi vía chạy anh ấy trời tiệt vì rọt khơi nhằm rồi cao pin đó nghe không rọt tin thì bỏ rọt khơi trong bịch chóp viên đang discard bạn này thế viên đang discard chào viên đang discard ok viên đang discard packet đang chào bữa dừng tới vô tha rọt tin thì bỏ ở router bên này là viên lục áp nó không rọt tin thì bỏ khơi viên đang discard chào là viên thao đang bịch chun tới này viên bỏ chào mà chứ bởi sao chỉ việc đăng tập trung tên á vì nâng bị chung mình ta bởi không cả này vì ở đăng vì nâng bỏ chào lên chân không một tí hoặc lại nó kì bỏ chồng bài dương chân nếu không IP version 6 đối khí nhưng mà rao tin tiền bộ đối khí nha kế vì mình rao tin tiền bộ bởi sân chỉ nó lựa interface nhưng vì đại lý này thiết chẳng hạn hay bởi sân chỉ local cứ vì đại so L là so C đối khí nha chẳng chẳng vì concept đối khí nha thì cái nông IP version 6 phải chọn pin IP mỗi mỗi mình vay nơi vay nhẹ nhẹ IP bị cho làm vậy
chính như chỗ mà đó chúng nói TP nhưng vậy tại tôi chỉ mỗi năng configure IP static route chẳng dương mình xin tạo bị hái chẳng không lại nữa dương pra nịch hợp chẳng dương pra nịch hợp dương khuyên thay nịch hợp dương mình là mùi ní mình là mùi ní hay là mùi ní tiệt nịch hợp đôi kia thế phần tay sru nịch hợp nâng cứ vì ai tới destination mùi nè anh ấy cứ chỉ destination ok chỉ destination anh ấy chỉ destination anh ấy chỉ destination đây chẳng bởi dương tập lọc mà với dương an vía bạn này thà router mùi nâng ấy bà sân chỉ cần cả này để về chọn tới destination mũi nè việt tới trên tam plug mũi nè anh đang bên này dùng chọn describe via thà ta à còn mấy năm nay thầm bấy chứ kinh dần chọn tới destination network nâng trên tam plug nè ok cho bên này để dùng configure hai router nâng viên nâng bị chu nào còn mấy nhớ nè chu được không router table bên những chai router table nhưng khi tham biến bay entry thì mũi cứ về vậy tha via ai tới destination IP ni bán tam plu mùi nè chẳng này anh cứ chưa comment để dừng vay tìm mùi anh comment tìm mùi để dừng vay nè cứ biết ba là mùi nè anh lấy comment tìm comment tìm cứ viên vậy tha vì ai tới network ni bán tam là dạ à mùi ni đây anh đang tìm pi anh tìm bấy đuổi kia cứ vì ai tới à pi cho số ni bán tam là dạ à mùi ni đây chứ bên này để dùng vay của mình đang hái viên nó bị chu là nó chu được không rồi thiên thể bộ bỏ rồi tới này chứ vì ai score play thì ta vì ai forward tới tới nào bạn ok chứ nếu không IP version 6 được kia bên này để dùng trong third static route thì ta enable feature này sẵn IP version 6 unicast routing bên này để dùng trong third route dùng vay IP version 6 route chia chia dùng vay IP route ok hai này cái chia destination được kia hai này cái chia này nịch hợp IP chẳng cần sắp đi cái này thì tại dân vô là static route version 4 có đôi chia dân vô là version 6 đây với concept này cả look up concept ấy đang đi cái này thì mỗi tiết dân dễ ẩm pi directly connected static route chứ dân ban dễ khi cả pi slide mỗi này thà bởi dân chỉ dân chọn ai router bao dưỡng trên tam exit interface trên tam exit interface tôi dùng vai comment bài này mình chưa nghe trên dùng specify tha router dưỡng từ trên tam interface nè anh đang kia chưa comment tiêu tha nhiều miền dạ exit interface ca nhiều miền từ bốn nhưng cho lắm thà đang chia exit interface này học cặp phần mềm này dạ bởi vì dương miền router mũi dương miền router TP hai à interface này cứ chi gà mũi số nữa nè anh ấy cứ chi gà pi số như thế trước tiên router để dương chọn tới network này ủ tiêu hoa tam rồi cao pi rồi hồng bảy cho đọc cho số làm một phẩy bốn bây dương chọn tới network nâng cứ dương tới wi ip route mạng mà rồi cao pi rồi hồng bảy cho đọc chữ số là một phẩy bốn pi hai pram chữ số exit à là số nô số tha exit interface dương à mùi ní cứ gọi mùi ní à exit interface dương buổi cả nhóm mà riêng có nhóm chọn lõm đang đây chứ người ngày đó khi tha mùi nè pi nè exit interface bà sân chỉ dương cho được không bây giờ dương cho là nè chứ exit interface chị gà sơn tây rồi à đây sơn tây chị gà mùi sơn nè anh ấy cứ chia exit interface chẳng là công ao dương cho làm tiết dương tra chạm tha exit interface nên cứ chia interface đã thân lên router nó toal mong bà sang chia ở thân lên router nó toal thì vì chạy rồi đi vì tranh mỹ rút vừa ai interface nào mà nơi việt phong chẳng á vấn tài bản thân chỉ nick hop vĩnh cửa khan hay vậy nhỉ bản thân nhận lại nên ip á nick hop viết nơi à router tp vĩnh chẳng á việc khó nên chẳng ok ok nè bây giờ configure nó hay bây giờ chỉnh nhà rồi
chân này đi kia đấy trong cái cứ fully specify static route chân này dừng đạt từng pí dừng specify từng mới tiếp nhom plain gì lại nè sai đấy nhom ban gì bị muốn nên cứ dừng recommend ai plan để hop chân chỉ lại này cái đại nè dừng plan để hop cứ chỉ tu tới cái recommend ai plan anh để hop nè cái ở trong ở dương para để liên cái này thịt màu đứng tê specify chứ cái ở trong ai para tê ô này cú gì lắm cái ở trong ai para tê đó ra tái nơi không contact point to point mà về thử cả và sau chỉ ở không contact point to point tê dương đã exit interface vì ai miền bản nhà chứ cái này chương dương recommend và sau chỉ dương miền này hop có đó thầy ok lúc ra tại dương chỉ point to point mỗi tiết cứ dựng đại từng pí, ok, về đăng từng lịch hop, về đăng từng exit interface, mềm pí, trên này có IP version 6 được như đấy, dựng ai quay exit interface hay đăng lịch hop. Chúng ta dựng trong verify static route, dựng ai vay comment show IP static route. Ủa thì hóa, dựng vay vay lại đi. Dựng vay comment show IP route static. Ok. Dựng vay comment static như bị kênh nói chẳng vì trên đài route đã bị kết thả static đi. Chẳng á. Hay dựng có dựng ai vay comment IP route. Hay dựng đã specify network bởi dựng. Ok. Có bị trên nhận đài. Cho nên cứ chia comment mà chúng luôn để dùng ai para para bàn chẳng nè rồi coi dùng ai why show run section IP route có dùng từ tua bàn là từ poly cái này đây ok tiếp tiếp lấy dùng cho từ đó configure IP default static route cho nên không contact bây giờ trong lang internet á dùng đặt character tại configure IP static route và sẵn chỉ dùng auth configure năng tế dùng ai từ can destination để dùng auth score bàn này cho nên không có lại nè kêu ti ho thay dương miền stop network mới network đơn nơi tại stop ở miền cái này thế nào tiếp tế stop network nâng trên default route default static route nâng cứ view match all packet và nên ta bà sân chỉ client nè bà sân chỉ là PC tí môi nè vì trong tới destination nè có tới từ dương nâng rôn bia tới ai ISP nè rạp rộ dương ọt qua lê chẳng bàn router đã lại nế cứ view miền default route ok riêng rõ pê đại PC môi nế request ទៅកាន router router វា look up នៅក្នុង routing table វាឃើញថាវាមាន default route 0.0.0/0 ហើយទោះបីជាអា PC មួយនេះវា request destination អីក៏ដោយក៏ default route ហ្នឹងដឹងតែរុញទៅដឹងតែរុញទៅអា router របស់ ISP នេះអញ្ចឹងណាចឹងយើងយល់អា concept ហ្នឹងអត់យើងយល់អា concept មិនបានវារុញតែ ISP រហូតអត់อันนั้นสมัยนั้นมีสำคัญนะป่วยนักหลายหน้ากับราได้หาที่โฟร์ดาวน์นู่นจริงๆอาจโยลวีหายไปทำไม่บานบินจังแบบครัวนั้นดิโฟราวนั้นมีที่เรียกนะที่ถ้าที่พบที่ไอซีนักลงแอดเวอร์ชันนั่นคือở thế default vậy tới bây giờ vậy bị route chỉ tôi tới cứ như vậy bị remote network này giờ anh vậy local này chẳng á buổi default route mình zone chích zone chích zone chích zone slash zone này hay anh ấy ban này thằng mấy ban này all network bị match group packet đúng không bên này là bị match group packet đúng không bên đường ruin bây giờ lại đi chích mua cho vì nó lên tới à chọn mùi nè chất pi chất đọc mùi chất pi chất mùi nè chẳng tụi bây vì mà chạy cái đó cứ vì lên tới năng này hiểu lấy bởi dân trân thay riêng rõ để dân xe internet à cứ dân xe public IP hay public IP dân mấy score nhưng mà đăng thay client đang có chọn xe từ website nè mình public IP nè dân ở đăng em mình chẳng xe để dân ai thứ bán cứ dân thử default nào tụi bây mình xe cái đó cứ dân rồi ISP này ai đặt client là xe dân rồi ISP client là sẽ dùng ISP. Đó là tái
trong router bởi dưỡng miễn default route chẳng hả về ní IP ơi public IP mà dưỡng làm bè chắc tới rồi nâng ấy là chúng mình nhóm bởi đò nâng ấy chúng mình nhóm bởi dưỡng lần nâng ấy ở lâu tiêu hoa ta dưỡng miễn network tội mùi chẳng hả dưỡng miễn dưỡng miễn router mùi đã là tớ nâng connect tớ can ISP ok tớ bất ra ISP nâng còn bị miền router ở đây chân kì ai public IP dừng gọi public IP dừng mùi slash xàm sập chân á nè hai ghét vế kì tha bờ sân chia dừng trong lăng internet ai route màu kế ghét vế đi màu kì bà coi chì ai ghét vế dừng á nè vì public IP á chân ai router ní việc connect tớ switch chân tớ hãy đi cái này cho lên dương hãy đi lên vào dương dương cái này chẳng nơi cái router này chỉ tu tới cái năng configure default static route mua hai đấy bạn cái này default static route ưu tiên họ dùng mình PC mới chẳng cái này từ căn YouTube chẳng PC nên đang access destination IP ưu tiên họ IP YouTube mà rồi bị chặt mũi xàm pi cho xài buôn cho chạy chứng này nhìn trẻ thái này hay à public IP bộ phê chắc ạ à. Đại vì trên đấy đấy chứng dương ở đơn tha dương ở ai ta thưa rau đi chân ban thì dương ở ai thì chân này mình đó chứ xây dương ai thứ bán cứ dương specify là group destination cứ viên là rối nhưng ISP chứng bài dương trong configure default static router ISP dương configure IP static và phần nắng và tòa mặt tiết dương vay này hóp mũi chụt pì ok chứng router này ai ta viên từ tour ban packet vì lục áp khăn router thì bố cứ viên rung tới ISP trong destination này cứ viên rung tới ISP đây chứng ấy vô lấy cái này nè chứng ấy nè chứng ấy đất xa hạt phòng ấy bàn kê thư default static route với IP client là xe website dương ở đang gọi là xe public xe gì đi ở lấy ưu tiêu dương trong đăng YouTube nhớ nè ở lấy www.youtube.com như khơi nè public IP mà cần nổ chứng dương mạch đăng client đang gọi là xe YouTube mấy public IP ấy mình chăng này chúng mà dùng thời default out chúng ok tỏ tiết anh đi comment line một ví cứ dùng ai vay số nợ ở trên tới anh đi represent all I all subnet trong tới subnet các bạn dùng ai vay net hop rồi có exit interface rồi có từng pì của dùng riêng mình đang bay mẫu đó directly connected net hop hay năng fully specify ok chỗ mở tiết cứ dùng ưu tiên hóa thì họ đừng nhôm một thì họ dương mới mình đến chứng cứ mình học một phần đi từ group destination rồi ta miền ấy rồi mà là ngay chứng bây giờ configure hai viên hình tranh bài nè viên hình tranh fk nâng default static nào ok f nâng say cái static fk nâng default chứng là nâng fk bên này thì dương configure default static nào đấy gateway ở la resort dương trở ban set đây ok gateway la resort cứ ban màu nè ok chẳng kể về là resort nhưng vậy mà nói tiếp cứ chỉ chuẩn bị trong cái nào default static route cứ cái up prefer đi cái tục vía trong cái nào cái bấm port lưu tra từ rồi ăn khơi bàn chùa vía chẳng á anh em bằng cái thang kể về là resort buổi ăn lễ nhưng bỏ prai win ban này chẳng á nhưng bỏ buổi ăn lễ của win một thà kể về là resort nó cứ chuẩn bị trong cái nào là resort nó chuẩn bị trong cái nào chẳng á nè ok tổ mất tiền anh em IP version 6 anh ấy cứ chia concept thay mối tiết cứ như vậy ông pi floating static route chẳng bên này như vậy floating static route sẽ đi entry yol cứ entry yol ad administrative distance chẳng bây giờ mơ pi lơ máu thì mối cứ như vậy pi longest prefix match longest prefix nè về atp nè bậc nông cạn này longest prefix match đôi khi cứ về trơ mơ ad như này chứ những ai manipulate AD đảm bây change thả rõ nè cua prefer rõ nè prefer chứ
chừng lấy dương mơ default floating static rod dương floating static rod cứ chỉ một phép static rod mỗi đa floating static rod nó cứ I provide backup path từ căn destination mình tha chỉ primary static rod được gọi dynamic static rod thì chừng floating static rod cứ từ bàn para nó bên nào để ẩn miễn primary rod available bạn nên tha bớt xin chỉ không cần lấy miễn link primary bởi dương đắt floating static rod ai cho tới chui chừng làm bay thơ floating static rod dương theo dùng concept administrative distance ok thơ mấy ai floating static rod đang miễn administrative distance bổ chiêng primary rod bởi dương đăng ai default administrative distance càng tới tối càng tới prefer chẳng ai chẳng pin nào đây dương thơ floating static rod cứ dương thơ cầm ai về prefer đôi primary rod chẳng bên này dương thơ default static route cứ bên này dương bà có chỉ mình multi-path đây dương mình multiple path đâm bấy thực hành destination nâng ok chẳng router viên nâng chơi rớt dốt path ná đà miễn administrative distance tội à tội chừng kế vía dô à nâng vía dô thông tế ok chẳng by default static route miễn administration lị mùi chẳng những đăng này tha static route đầy dương ban còn phí nó cứ vừa miên AD mà mùi trong bây giờ mơ nó không còn lại ní hay như mơ như chạy ra tiền tiền bố nhưng khi ta vì lại mùi mà nè nhé bây giờ còn phí cái static rod AD với lại lại mùi còn ta là những ai cài ban thì trong administrative distance robot static rod cứ ai bật cao hơn ban rồi có ai những ai configure ban thử mấy ở việc tách chiến primary route thành chẳng vía vía rơ primary route muốn bên nào đây primary route đó mà vía rồi dọc floating static route. Chuyện kia ta đi in this way static route float nưng cứ ở trên bàn prapra nó bên nào đây router nưng miền nó bên nào đây route để miền administrative distance cũng không thể active thì. Chấm mới trước đây đi vào bàn tích chấm mới multi hall một đấy. Cho nên bây giờ configure nhưng khởi nhất tha dương mình plug pi từ căn destination dương mình plug pi từ căn destination đó còn tại plug ti môi để dương prefer là môi nè chứ á bởi anh ấy by default AD với smart môi còn tại anh ấy dương manipulate AD với pram chứ bởi dương kết mới AD môi hay nâng pram với nâng dọa môi hay vì ở dọa pram thì anh ấy cứ chia default behavior bộ bộ router chứ á ở lại dương ta floating static route chừng cái này ní dương miền plug tới đọc chồm mà nó rồi IP con này khơi nhỉ về được về đã khó lắm tới chờ đây về đã khó nhom rồi thì hỏi thay với nhiều thì hỏi này thì bạn vô là nhiều thì hỏi không real world scenario và cho anh nghĩ vô chuyện trong tí hồ dương miền ISP mũi dương miền ISP pí chẳng hạn này hai dương miền router mũi dương miền LAN bồi dương miền LAN ok dương miền mòn chê ISP TP provide public IP dương pí slash sam sub pi slash chuột mũi slash sam sub mũi chuột mũi slash sam sub có chuột pi chưa anh ấy mũi chuột mũi chuột mũi chuột mũi slash sam sub chứ nhưng khi anh ta dương miền này học đo từ pi dương miền này học lại này phong dương miền này học lại này phong chứ Obama ta
Còn chẳng dương mơ đo là full static đó bởi dương. Cho nên không scenario nâng dương khuyên tham dương miền ISP đo bì. Ok. Không cả này nâng user requirement kì ta ISP tìm mối kì chẳng ai active mà này là kì prao về chìa primary. Hay ISP tìm bì kì ai prao bán lúc ra ta tìm mối đạch. Cho nên như ta thử mệnh. Cho nên không scenario bếp nâng ạ. Scenario bếp nâng cứ dương ai prao floating static route bán. Floating static route vì ai đa tu chìa backup route. Bạn này thay bởi xin chìa không cả này để default route dưỡng tới ISP tìm mối đạch. Bạn vì root the rock ISPTP. Ok. Nhưng dân thư năng mệnh bản. Dân ai thư bán đời ca đô AD. Dân đăng ấy thay default static route. Bên ai dân configure administrative distance vs mà mùi. Dân cái này. Dân floating static route. Dân thư mệnh ai AD nó thông chi mối tới cho bạn. Mình chẳng. Chứ dân ai vai comment. Ủa thì ho dân thư floating á nè. Dân ai vai comment IP route. Xôn, chỉ xôn, chỉ xôn, chỉ xôn. Xôn, chỉ xôn, chỉ xôn, chỉ xôn. Từ play này, này hop. Pi, chỉ pi, chỉ pi. Phần tay dân đã AD với ủ tì hồ nhầm đã pram cho. Chẳng bên này nhầm đã AD này pram. Floating static route nâng Otter ban install nâng khổ nông routing thì bố thề. Đó xa tại vì miền AD tội. Hãy xảy để nhầm ban prap cứ routing thì bố store only the best path. Lưu ra tại vì best, bàn vì install nơi khung routing table. Cho nên khung scenario nâng nhóm ai ưu tí hoa mình tích. Mày ưu tí hoa mình tích. Ưu tí hoa ta nơi khung scenario dưỡng cứ dưỡng miền router bôi dưỡng mũi. Hơ dưỡng connector ISP. Ưu tí hoa ISP tí mũi. Ani ISP TP. Ani router bôi dưỡng. Router bôi dưỡng. Chẳng dừng miền play P từ can destination. Chẳng hả nè. Hãy dừng miền land mùi. Miền land mùi dương. Cho nên là trong scenario bây giờ như quả từ test thì ta mua chỉ pi chia public IP dial ISP provide ở dưỡng chia gateway chia này họ bây giờ anh ấy kia thằng lừa đảo tới dưỡng gọi đại IP bên này chỉ mua chương ISP TP có kia provide IP ở đây kia provide slash sam sub cho nên không cả này nâng nhôm bị chạy requirement mà đòn tiết requirement cứ tha ISPT mũi cứ trở ban para chia primary lúc tra tại ISPT mũi đắt ban ISPT p trở ban para chẳng nè chẳng xây để dựng ai configure ban thì dựng cho được ISPT mũi ISPT p cho router ok chứ dựng cho ISPT mũi dựng đạt IP ở interface mũi này một chút mua dịp bí slash sam sam pi ok isptp chọc pi slash sam sub pi đấy à lấy dân chạp đang thư rào ô đại IP mùi dân đại IP là vì app ấy chẳng dân có chọn tay connectivity tại dân score ISP ở dân score lại nè score ISP tìm mùi ấy hay là dân tay mùi ISP TP score ở chứ dân tay mùi ISP TP score đài nếu không ra tới có miền AOP ấy nè dân nè kìa AOP vì lên nè
bị ban IP address chỉ mỗi nâng MAC address nhé, hay port it, chẳng hạn như bị AOP cache table, chẳng người dân chỗ mà đó xài cho riêng dân vĩnh, cứ dân thời default route từ cán ISP đi mui, cứ dân specify để họ bảo vía cứ chạy pì, chẳng như show nó không đào thêm table bao giờ, những người ta dân miền plug mui từ cán ISP đi mui, chẳng nên chỉ primary, vấn đề requirement mui tiếp cứ kê chọn ao dân configure default route từ cán ISP TP đấy, lúc bên nào ISP đi mui đấy, cứ dân admin route backup. Ok, chỉ ngay vài route đã nịch hợp với cứ ISP TP chụp P còn tay xây để dân trời đăng cửa mùi điện cái đã distance metric for this route chẳng distance metric nâng cứ administrative distance nâng anh chẳng chia chia những đạm mũi đã ra by default khi vì mình đạm mũi ấy chẳng chia chia những đạm mũi là những đạm bạm chính những xua tha router nâng router trở ban install nâng routing table đó ok tụ bây giờ dương vai chân cái đó phần tay vía nâng mình vô cả nâng tự đại nâng routing table thì đã ra tại router nâng vì off prefer chứ bây giờ show start thì cái đó mất chân tự đại ok admin là p link đã ra head port cứ vía nâng mình vô à router đã miền destination được kia high administrative distance thông chiến vô tất cả nó không routing table thì routing table store only the best path tại player đã lo bằng port đi player này đã ở lo vì ở toàn store phần tay vì đã tôi chỉ backup chứ như ngay display IP rip route à lúc này vẫn khi vẫn toàn nữa lại nữa, vẫn toàn floating start đi đó nữa, là bị config vía, bật toàn nhom đầu tiên home tiêu ai mờ, vẫn cắt router nên chạy nhiều tiêu vẫn đặt link đấy chẳng đấy, toàn đấy, tôi sạc đó này tôi sẽ zero nó chào đó này, lấy đầu tiên họ tha sao bà kia bung pra internet sắp là link với đại, nhưng họ đắng là chạy đón với đại chứ, lấy nhom lục tránh nhom Obama tha link để tới ISP mỗi đại, chứ mi được mi được ngày cả lần, được nó simulation chúng ta theo đắng này, nhom về nhom sạc đón phò lo chuyện, nhom sạc đón phò vinh, chúng ta bị ắt sạc nhôm cho tới rào ISPT mối nhôm shutdown port chào như tha Obama tha liên đại cho shutdown port lên chào nè nhưng mà còn phí chụp anh ấy bị ai thằng ấy bị eligible be around face anh ấy mới đặt gì sắp đón lừa mai router mình à lấy cái vector này, chỉ tới vi ở detect thằng đi down, vi detect physical, tập này bên này app, ok. Chứ như khi anh này, bên nào đặt link bị down này, bên nào đặt link bị down, cứ vi run từ ISP TP về nhé, vi chụp run từ ISP TP mồi, hay AD bao nhiêu, cứ chạy param mình, chưa? Param này, chờ nó qua rào back up về. Chẳng bên nào để dừng cho tới dừng reserve link với màu với nhé no shutdown nó với nhé chẳng là router nó màu với nhé router nó màu với nhé ok router nó màu với nhé còn tại vì ở store mà nó từng pi đã ra ta từ ISPTP miền AD tội miền AD không chừng hãy lấy dừng chọc floating
Nhìn chung mà đó configure static dot host route. Chứ là host route này cứ chỉ route để automatic install install nơi lưu lục hồ bó dường. Chỉ chẳng đăng này miền source C và source L là nâng cứ host route này. Cứ bị automatic install nơi lưu router dường phát toàn mộng. Ok. Chứng automatic install host route. Chứ chẳng đăng này tha nơi không router bên này là dường mình interface. Đã thân lưu router phát toàn vì nâng lớn chỉ đại liên này thiết. Hai nâng rơn lên chỉ local cứ mẹ số C hay nâng số L là này ta đáy đấy nè cần phải chương ban dễ như trang bị mê rin mô này để tốt nâng nâng chương nhung kết thảo trăm bạch dễ trang thế cứ mẹ số C số L C nâng cứ chỉ đầy liên connected network tay hay tay để mình slash thống à L này cứ slash xa bì ok hãy nâng static host route chứ nâng không cả này ní cái trong đi simple đấy cái trong thơ static route bị brand máu mà server này đảm bảo sẽ resource chẳng nên học bảo hàm brand này bên này để bị chọn thứ này học với người này nè chẳng nè anh from perspective of brand router này học với người này nè này học ok cho nên lại simple đấy cứ ai thử chẳng bán thế slide một đi mình cầm bàn này nè ok khi mình cầm bàn chẳng này học à mỗi năng này còn tại destination cứ server nè server nhưng khi cái đạn slash ampia này ampia param chơi ampia param chơi ampia param slash ampia này slash ampia nó cứ đầm nang host mùi cứ đầm nang ở computer để mùi ok server này đầm nang ở server để mùi cho nên scenario cái chọn ở branch router nó ai score server đòi chọn ISP chẳng cái ai không cần đến cái thứ static route đầm bay từ đó host mùi slash ampia này chúng dùng ai verify ban chứ nếu không mê riêng nâng dùng ai chọc tập bản ấy chứ những ban riêng chúng nói xung khánh thì mũi cứ dùng riêng bị standard static route bản này là static route thỏa mà đá thì bị những ban riêng bị default static route từ group destination default static route tí bầy dương ban riêng làm pì cái floating static route đại floating static route nó cứ dương manipulate AD cứ dương manipulate AD manipulate administrative distance bên này dương anh manipulate AD cứ floating static route nó cứ we are desirable we are preferable đại sao tại vì mình AD thùng chứ bên này đại router bên này đại route primary đắt bàn floating nâng đà hay thì bốn cứ host route vì hay host route mình biết directly connected host route hay nâng static host route chẳng nâng không mê đi nâng dưỡng ai là tập phần nâng ngon đi nè cái đạn này static floating static route default and then all chẳng nâng ọc này mình xùm nụ ở tệ tôn chùm mùi nâng static route bây giờ toàn hiện là dynamic đó nè dynamic đó chưa điền CCNA vẽ bảy như điền OSPF dynamic đó complex à complex à không như điền chưa đó bây giờ đôi static route simple đây trên này không CCNA bảy bạn như điền đó nằng vâng ta chưa vẽ thằng mày nè 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 vậy thì mấy dương điện single OSPF nè anh đang dynamic giờ đây vậy bay mấy điện của mình lab trên này mình non lab này anh ấy ACL này nè nhôm vậy nó cứ ACL concept nó anh ấy cứ chỉ stop the bone đại dương trời điện làm bay dương yol bộ firewall concept tu từ
bỏ filtering bộ xử lý bộ filter ấy vậy. Chừng giờ mình đi xuôi, nhưng nhóm strong bottom mình thì bây giờ này dành cho vẽ thầm ấy, bà hai chị bàn tự riêng nó sẽ là vậy nhé mà thầy. Chính vì sử dụng chiếc online. Thế nào, em cất thả online để sửa chiếc vụ. Nhưng mà chẳng, online bà bà dỗ lên này. Bà dỗ vì ọt clear, bà dỗ vì ọt clear, để sao vì ọt dương ọt nơi mùi kia. Mà screen tăng chăng tới mình này hiện sửa ra vụ. Ồ. Là mỗi dương bàn record của ấy dùng khác là record bà của ấy có sao dương từ đó sẽ lá của nguyên chóp và ná mà là chạm màn về một tiền tài chấm về đủ chóp chọc tại về nơi dương ai mở video làm mình thấy dương chạm bàn tiền là hồ chấn này cái một vậy đây đây là sản phẩm nhóm chia ca thì có ai nhóm chọn là điện to online tất vui dùng những chuyện đọc chung ngành mười ba hùng chấn này giờ tới thằng nào bài thằng mấy online hồn kiếm toàn này bài gì vong chạy dương dương cho bà tới tới sẽ là với nhau và sân chiều nhưng mà đăng này ta nhung cái tháp phải chưa season ấy sĩ phải chỉ đến mũi group sấy này mới đi mà nhung cái đồ không đấy mà chẳng mình thì tới chỉ tới sunrise tu tới đâu cứ đà và tới nhóm chơi thằng mấy bạn nhóm ở bên thằng đại đấy chỉ tu tới pi mà là vậy tới mà là vậy đâu cứ đủ rồi nó đã được cùng một cái không cho mà sao giờ sao là dương dương clo biển chấn dương thì phải bắt đầu cũ bàn nhóm kết tháp bàn là mình này với nhóm ở là vô đây này bạn người của ấy dương prati long long mọi người record ban video ban này giống như nên channel này dùng người phụ tâm bị đa mê score channel này giống như em trong cái đa cái việc đặt bật trong mình giống như này và lâu hay sự nghiệp sao à nãy nãy không nãy nãy ngọc nghĩa su hay thế dùng kết hạ dùng đầu kru được co cho đến kru được đại thế này dùng đến online class những cái của bạn mà xưa mình class gì mà này này với tám mươi vía mới tới vía lo mà dạng đàn người dân ở ban nhà ban mà đi đến các bạn người đời này 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 lỡ thì được xong clavin cứ chọc chọc đàn này bạn lỡ chăn một ní má một ní thì được má luôn màu bạn bạn sáng mình không mệt má luôn màu David bạn mình không mệt má luôn màu thôi mình ôi chờ lòng hàng mình không tiệt mình sáng David David mình sẽ hàng mới ruột để biết là màu ấy. Màu đó là của con màu đấy ô màu à? Thế mà lưu vậy ok ok chẳng mê đi chẳng slash tập bần ảnh sân và hai chi chụp kia sắp đá cái mới thích chọc mê đi này ok chẳng dừng xong bà chọc bần ảnh dừng chụp kia sắp đá cái